Sáng nay, chương trình Sắc Xuân Miệt Dương năm 2023 cũng đã khai mạc tại Bảo tàng thành phố Cần Thơ. Chương trình Sắc Xuân Miệt Dương giới thiệu đến khách tham quan các loại hình di sản văn hóa tiêu biểu của các dân tộc Việt, Hoa, Khmer, trình diễn nghề thủ công truyền thống, trình diễn đơn ca tài tử, ẩm thực dân gian và các loại bánh mứt Tết ở miền Tây, trình diễn nghệ thuật thư pháp tại phố Ông Đồ. Chương trình Sắc Xuân Miệt Dương là một trong những hoạt động tái hiện nét đẹp văn hóa sinh hoạt của người dân miệt Dương đồng bằng sông Cửu Long trong những ngày Tết đến xuân về. Sắc Xuân Miệt Dương diễn ra từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 10 tháng 1. Riêng phố Ông Đồ và đọc sách ngày xuân diễn ra từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 26 tháng 1 năm 2023, tức mùng 5 Tết.